Việt Nam, các bạn trẻ có thể đầu tư vào đâu để tăng trưởng quỹ tài chính cá nhân của mình? Sau đây là 4 cách theo thứ tự tăng dần về tỷ lệ sinh lời. 1. Gửi tiền ngân hàng, tỷ suất sinh lời bình quân tuy thấp, từ 6 đến 8% một năm, nhưng ít rủi ro. 2. Mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ suất sinh lời bình quân 8 đến 12% một năm. Tuy vậy các bạn cần có kiến thức và thông tin để mua trái phiếu của các doanh nghiệp vững vàng về tài chính. Đừng mua trái phiếu lãi suất cao với mức 13 đến 15% một năm của các doanh nghiệp không tên tuổi, không uy tín vì chúng tiềm ẩn rủi ro. 3. Mua chứng chỉ quỹ đầu tư, tỷ suất sinh lời bình quân 10 đến 15% một năm. Các bạn phải có kiến thức và nghiên cứu để mua chứng chỉ quỹ phù hợp với mục đích và khẩu vị đầu tư của mình. 4. Các bạn có thể đầu tư cổ phiếu dài hạn, tỷ suất sinh lợi bình quân có thể đạt 15 đến 20% một năm. Tuy vậy các bạn cần phải học kiến thức cơ bản để chọn doanh nghiệp tốt, cổ phiếu tốt, biết tính giá trị nội tại của cổ phiếu, biết đa dạng hóa đầu tư, biết loại bỏ cổ phiếu khi nó không còn tốt nữa. Cuối cùng, chúc bạn thành công trong việc đầu tư và vẫn gia tăng tài sản trong tình hình kinh tế suy thoái nhé.